Đẳng cấp, một trường chuyên có tận 4 học sinh cùng giành huy chương Olympic tin học quốc tế, giúp Việt Nam đứng trong nhóm 4 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 trên 4 học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic tin học quốc tế IOI năm nay đều giành huy chương, bao gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đáng chú ý, cả 4 em đều học chung trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội. Kỳ thi IOI lần thứ 36 được tổ chức trực tiếp từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 6 tháng 9 tại thành phố Alexandria, Ai Cập. Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của 353 thí sinh đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đề thi năm nay được đánh giá là có độ khó cao, đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức linh hoạt và sự sáng tạo lớn của thí sinh. Với sự phát triển mạnh của thời kỳ công nghiệp công nghệ số, các nước ngày càng có sự đầu tư lớn cho đội tuyển và sự cạnh tranh giữa các quốc gia cũng ngày càng cao ở kỳ thi này. Với kết quả 100% thí sinh đi thi đều đạt huy chương, đội tuyển IOI Việt Nam đứng trong top 4 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước Mỹ, Nhật Bản và Ba Lan. So với năm ngoái, năm nay đội tuyển của chúng ta nâng 5 bậc trong bảng thành tích chung. Thành tích xuất sắc của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại IOI 2024 tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ đỉnh cao, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác phát triển, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tự hào quá Việt Nam ơi! Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.